Tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm không? Tiểu đường thai kỳ là bệnh tiểu đường phát triển trong quá trình mang thai ở khoảng tuần thứ 24. Bệnh ảnh hưởng đến khả năng sử dụng đường của các tế bào trong cơ thể và là nguyên nhân gây ra lượng đường cao trong máu. Điều này không tốt cho cả mẹ bầu và thai nhi. Đối với mẹ, tiểu đường thai kỳ làm tăng nguy cơ các biến chứng cho mẹ như rối loạn chuyển hóa, nhiễm khuẩn, tổn thương thận, mắt, mạch vành, các biến chứng sản khoa như rối loạn tăng huyết áp khi có thai, tiền sản giật, đẻ khó, sang chấn trong đẻ, chảy máu sau đẻ, tăng tỷ lệ mổ lấy thai do thai to, tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn. Nguy cơ lâu dài, nguy cơ trở thành đái tháo đường type 2 sau này, 30-50% bị đái tháo đường type 2 trong vòng 5-10 năm, béo phì và tăng cân quá mức. Tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ cho những lần có thai sau, tỷ lệ 30-69% ở những lần có thai kế tiếp. Đối với thai nhi, tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thai nhi. Có hai giai đoạn thai kỳ chịu ảnh hưởng của tình trạng đái tháo đường. Giai đoạn 3 tháng đầu tác động lên quá trình phát triển của phôi thai, gây nên sẩy thai tự nhiên, thai lưu và dị tật bẩm sinh. Các dị tật thường gặp là tổn thương hệ thần kinh, tim, các mạch máu lớn, hệ xương, thận, tiết niệu. Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ tăng tỷ lệ tử vong chu sinh, đặc biệt sau đẻ do hạ gluco máu, hạ canxi máu. Thai chất lưu trong vòng 3-6 tuần cuối của thai kỳ, nguyên nhân do sự tăng gluco máu mãn tính của mẹ dẫn đến tăng sử dụng gluco của thai nhi, gây tình trạng thiếu oxy của thai, tăng tình trạng toan máu của thai là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp gây thai lưu. Đa ối cấp, mãn tính dẫn đến nguy cơ đẻ non, thai chậm phát triển trong tử cung, thiểu ối, sang chấn thai do thai to, đẻ khó. Những thói quen sinh hoạt nào giúp thai phụ hạn chế diễn tiến của bệnh tiểu đường thai kỳ? 1. Ăn uống lành mạnh. Chọn những thực phẩm giàu chất xơ và ít chất béo, calo. Ngoài ra, thai phụ cần tập trung ăn các loại hoa quả, rau xanh và ngũ cốc. Chú ý đến sự đa dạng của thức ăn để giúp thai phụ đạt được mục tiêu của mình nhưng không ảnh hưởng đến hương vị và dinh dưỡng bữa ăn. Thai phụ cũng cần chú ý đến quy mô bữa ăn. 2. Luôn luôn vận động. Đi bộ hàng ngày, đạp xe, bơi lội 30 phút mỗi ngày. Nếu không thể luyện tập trong 30 phút, thai phụ có thể lựa chọn các khoảng thời gian ngắn hơn. 3. Giảm cân trước khi mang thai. Giảm cân trước khi mang thai giúp cho quá trình thai kỳ khỏe mạnh. Thai phụ cần tự động viên bản thân bằng những lợi ích lâu dài khi giảm cân, chẳng hạn như có trái tim khỏe mạnh, nhiều năng lượng hơn và tự tin vào bản thân.